Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nói đến GuiTech mới được update. Vào cuối video thì mình cũng sẽ có một số lời khuyên cũng là chia sẻ với các bạn. Trước khi vào vấn đề này thì mình muốn nói lại một số thông tin cho những bạn mới chơi cũng như là mới theo dõi kênh của mình mà không biết cách tải game iToy Heroes này. Thì ở cái thời điểm hiện tại này, game này không có trên CH Play các bạn ạ. Thế nên là các bạn phải tải game bằng file APK. Mình đã làm một cái video hướng dẫn về cách tải game bằng file APK rồi. Thế nên là các bạn chỉ cần lên YouTube và gõ hướng dẫn tải game iToy Heroes là ra cái video đấy của mình. Hoặc các bạn cũng có thể vào cái danh sách video hướng dẫn chơi game iToy Heroes của mình thì các bạn cũng sẽ tìm ra được cái video đấy. Cái vấn đề thứ hai là mình muốn nhắc các bạn là khi các bạn đã không tải được game này trên CH Play rồi thì các bạn cũng sẽ không thể nào nạp game trực tiếp được. Vậy nên là nếu như các bạn muốn nạp game thì các bạn phải nạp qua dịch vụ và người mình đang liên kết là các bạn Hồng Anh. Thông tin về bạn Hồng Anh này thì cũng nằm trong cái video hướng dẫn tải game iToy Heroes mình đã làm. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nói về cái vấn đề chính là vấn đề GuiTech. Thì như các bạn đang thấy ấy, GuiTech bảng thứ nhất, cái bảng thứ nhất này là cái bảng cơ bản, nó đều liên quan đến chỉ số và skill. Sau khi các bạn nâng max set lên tất cả các skill cơ bản của bảng thứ nhất này thì nó sẽ hiện ra cái bảng thứ hai khi các bạn ấn vào cái hình tròn ở giữa này. Bản này là bản nâng cao và nó không có liên quan đến chỉ số nữa. Cái bảng này nó chỉ tăng phần trăm giảm đam và tăng phần trăm giảm CC khi nhận vào. Cái bảng thứ hai này nó có 8 nhánh các bạn nhé. 4 nhánh là liên quan đến phần trăm giảm đam và 4 nhánh còn lại là liên quan đến phần trăm giảm CC. Mình sẽ bắt đầu nói từ cái 4 nhánh có phần trăm giảm đam. Thứ nhất này, nếu như các bạn đang ở cái tech mage này thì các bạn sẽ không có phần trăm giảm đam của mage có phù thủy. Tương tự như vậy, nếu như các bạn đang ở tech chiến sĩ thì các bạn sẽ không có cái nhánh để nâng cấp phần trăm giảm đam của chiến sĩ. Cái thứ hai, cái phần trăm giảm đam này, bốn nhánh phần trăm giảm đam này nó không có hiệu quả đối với dấu ấn mark của một số con như là Aida hay là Asmodel, mà nó chỉ có hiệu quả đối với những đòn đánh thường hoặc là skill của con tướng. Đấy là về bốn nhánh liên quan đến phần trăm giảm đam. Còn bây giờ thì mình sẽ nói đến 4 nhánh liên quan đến phần trăm giảm CC. Thì ví dụ như đầu tiên nhá, cái hệ mage này, nếu như các bạn nâng max cái nhánh mà giảm choáng này này lên thì các bạn sẽ có là 20% giảm choáng. Và cái 20% này sẽ được tính như sau, mình sẽ ví dụ trên một con tướng nào đó. Đây con tướng Cross này đi. Ở skill của con Cross này thì nó có tỷ lệ gây choáng là 75%. Thì các bạn sẽ lấy 75% này nhân với 0.8. Cái 0.8 này này nó tương đương với 20% giảm choáng mà mình đã nói ấy. Thì cái tỷ lệ choáng của con Cross nó sẽ chỉ còn là 60% thôi, chứ không phải là 75%. Và cái 60% này nó chỉ có hiệu quả cho cái hệ mà bạn đã nâng. Quay lại cái vấn đề cái hệ đấy, ví dụ như cái hệ đấy là cái hệ phù thủy mà bạn đã nâng cái giảm choáng này lên là 20% ấy, thì nó sẽ chỉ có hiệu lực ở cái hệ phù thủy thôi. Còn đối với những cái hệ khác như là cái bạn chơi hệ chiến sĩ thì nó sẽ không có phần, nó sẽ không được giảm, nó vẫn là được tính 75%. Và để áp được hết tất cả các 8 nhánh này lên này, 1 2 3 4 5 6 7 8 như các bạn đã thấy, thì các bạn sẽ phải mất 905.000 Wii Coins và 244 triệu vàng. Và để áp hết tất cả cái 5 cái tech này lên đấy, chứ không phải là nhánh nữa, 5 tech này lên 1, 2, 3, 4, 5. Đối với tất cả các hệ ấy, thì các bạn sẽ phải mất là 4.525.000 Wii Coins và 1.221 triệu vàng. Đấy là một con số cực kỳ là khủng. Và đấy cũng là những cái thông tin cơ bản mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đưa ra một vài lời khuyên như mình đã hứa. Thì lời khuyên đầu tiên ấy, đối với tất cả những các bạn đang chơi ở trong giai đoạn là khởi game ban đầu, thì cái bảng GuiTech này, cái bảng GuiTech thứ nhất này là
cái bảng cơ bản vì nó liên quan đến cái chỉ số skill. Nên là mình muốn các bạn hãy nâng max cái tech nó liên quan đến bảng thứ nhất rồi hạ áp đến bảng thứ hai. Ví dụ ở đây nhé, có 5 cái tech thì các bạn hãy áp cả 5 cái tech này lên max đi. 5 cái tech của bảng thứ nhất các bạn nhé, áp max nó hết lên đi. Thì lúc đó thì các bạn hãy áp đến bảng thứ hai sau. Có thể sẽ có những bạn bảo là không chơi hệ sát thủ thì nâng làm gì. Thế nhưng các bạn hãy hiểu là khi cái meta này thay đổi liên tục ấy, thì lúc đó các bạn thay tướng, các bạn cũng sẽ phải thay tướng để theo cái meta. Thì lúc đó ấy, áp tech đấy lên ấy, áp tech cơ bản này lên ấy, thì nó sẽ là rất là muộn, nó không kịp nữa đâu các bạn ạ. Thế nên là mình muốn các bạn chơi chậm lại nhưng mà nó chắc. Cái lời khuyên thứ hai là đối với những bạn chơi ở trong giai đoạn mid game như mình, nếu như các bạn đã nâng được hết tất cả các, đây để mình xét lại mình nói cho nó dễ, nếu như các bạn đã nâng được max hết tất cả những cái bảng thứ nhất của 5 tech này rồi, đây là 1 2 3 4 5, thì lúc đó các bạn hãy áp đến bảng thứ hai. Cái bảng thứ hai này ấy, thì mình khuyên các bạn hãy chỉ áp đến một con số nhất định thôi, chứ đừng áp max luôn cái nhánh mà bạn cần. Ví dụ như cái tech mình đang áp hiện tại ấy, là mình đang cần, đây này, mình đang cần phần trăm kháng CC của hỏa đá của con Dark Arthindo đấy, thì mình sẽ nâng nó lên cấp 15, chứ mình không lên nó 20 làm gì nữa. Vì cũng như vậy, cái meta nó thay đổi rất là nhanh, và một lúc nào đó ấy, bạn không cần cái CC choáng nữa, cái CC hỏa đá này nữa ấy, thì bạn lại có mắc nó rồi, thì đúng là dư thừa. Thay vì đó các bạn có thể để một cái, để dự trữ một cái số lượng nguy con nhất định ấy, thì để khi mà meta nó thay đổi ấy, thì bạn vẫn có thể thay đổi kịp cùng với cái meta đấy. Cái meta thay đổi rất là lớn, chẳng hạn như khi mà ra một con tướng mới kèm theo một cái CC mới hoặc là một cái gì đó, thì meta đến lúc đấy là thay đổi rất là lớn anh em ạ. Thế nên là để dư thừa lại và không nâng max hết tất cả những cái nhánh mà bạn cần nhé. Lời khuyên thứ ba là lời khuyên cuối cùng, là đối với tất cả các bạn đang chơi không liên quan đến giai đoạn mid game hay là early game nữa, thì cái gui tech này cực kỳ là quan trọng và nó ảnh hưởng đến trận đánh trong PvP và PvE rất là nhiều. Thế nên là các bạn hãy chỉ sử dụng gui coin này để áp tech thôi, chứ không được mua shop trong tướng. Có thể sẽ có những chia sẻ từ những bạn chơi khác là về vấn đề gui tech này, cái bảng thứ hai nâng cấp này này các bạn này, nó không có hiệu quả mấy trong PvP mà nó chỉ có hiệu quả rõ rệt trong PvE thôi. Thì đúng là như vậy, vì trong PvE cái lượng dam của con boss do cái DH game tạo ra ấy, thì tất nhiên cái lượng dam đấy nó gây ra rất là lớn rồi. Thế nên là các bạn có thể nhìn thấy, không cần so sánh, các bạn có thể nhìn rõ luôn cái sự chênh lệch của nó trong PvE. Còn trong PvP thì các bạn lại không nhìn ra được, đúng không? Tại vì trong PvP cái chỉ số được nó lại thấp đi rất là nhiều rồi. Thì nó là cái sự khác biệt là như vậy. Thế nhưng các bạn hãy hiểu là những cái chỉ số của con tướng nó không dừng lại ở một con số nhất định. Điển hình là đợt tới sắp ra mắt cái update về ma thú ấy, nâng cấp ma thú ấy, thì chỉ số tướng của các bạn nó không còn như hiện tại nữa, nó sẽ tăng lên nữa. Thế nên là sau này các bạn sẽ nhận ra được cái sự chênh lệch trong PvP. Thế nên là mình cũng hy vọng các bạn sẽ không sử dụng cái gui coin này để mua tướng trong shop làm gì, mà hãy chỉ sử dụng để áp tech thôi. Và cũng đừng áp max nó lên một cái nhánh nào nhất định các bạn nhé. Hãy để dự trữ những cái nhánh nào mà các bạn cần, thì cái áp nó lên đến một nửa thôi cũng được, chứ không cần áp 1/3 như mình. Có lẽ là đây là hết tất cả những cái lời khuyên cũng như là cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn rồi. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì cũng đừng quên để lại cho mình một like, một sub cho kênh để các bạn có thể theo dõi những cái video tiếp theo. Mình cảm ơn tất cả các bạn và xin chào, hẹn gặp các bạn ở những video clip sau.